Báo 1999, Sài Gòn Audio và CD hãng phim Bông Sen xin kính chúc quý vị khán giả gần xa cùng gia quyến một năm tràn đầy hạnh phúc, ai ai cũng đều sung túc, tiền bạc trong nhà được bó từng khúc, vui Tết với phim Ánh Sáng Quê Nhà tức Hột Mít. Xin chúc cho quý khán giả trọn năm an khang thịnh vượng, nhà nhà đều xây dựng mới, TV cassette tơi tới để thưởng thức băng dĩa Sài Gòn Audio CD với chương trình Mừng Xuân Mới. Lúc đó tâm hồn sẽ phơi phới ngập tràn phúc hỷ lộc tài. Chị Năm, cho tôi một tô ít cháo, rồi thịt nhiều, có xí quách, bỏ luôn mấy cục. Nè, tiền có chết phải không chị Năm? Chị Tư ơi, mua thịt nè, thịt ngon quá nè chị Tư à. Không thành bỏ trống, đắng đâu mà nhai, rồi nhiều thịt chứ xưa. Ai sợ nhất răng ở chỗ bà này đâu có sợ nhất đâu, có răng đâu nhất, phải chị Tâm. Chị Ba, cho tôi tô cháo đặc đặc, tiêu, ớt nhiều nhiều. Chà, tiêu, ớt nhiều nhiều, đặng ăn vô lột cái lưỡi như là kép vậy đó phải không? Nói gì nói quá trời. Cháo nóng, ăn vậy nó mới đặc. Tiêu, ớt, gừng nhiều ăn nó mới giải cảm chứ. Ổng già vậy đó, ổng cảm hoài ha. Tình lắm nha, coi phim đi vô Hồng Kông tối ngày à. Nói gì nói, cháo bà ngon thiệt á. Sáng nào tôi cũng phải làm một tô ráo. Phải đó, tôi nghe nói trên Sài Gòn cũng có bán cháo lòng, nhưng mà không bằng dưới quê mình. Ở trển xài bột ngọt dữ lắm. Cháo của bà ba ngọt thịt thiệt, tô nào cũng thịt đầy ắp à. Bán rẻ quá làm sao có lời hả bà ba? Sao có lời chị? Bán rẻ còn hơn ở không, lấy chồng còn hơn ở giá, phải không chị ha? Bán lấy công làm lời, ăn chắc mặt bền, thịt tha gạo thóc xứ mình ê hề, sống khỏe re, hiếm hoi gì mà bắn mắt. Nói trên Sài Gòn tôi mới nhớ tới con Mận bán bột lọc, nó ngồi kế bà ba mấy năm trước nè. Nghe nói nó lấy chồng ở trển, có khá không? Mà không thấy nó về chơi hả bà ba? Có về nhưng mà không có ra chợ. Nó nói có thằng con á, sắp xỉ đâu bằng thằng cựng cháu ông hai thợ máy vậy đó. Không biết sao mà con Mận nó nói chuyện cái giọng buồn hiu à. Ổt hết. Dạ. Trời đất, nó dạ một tiếng bự giảng làm hồn vía tôi lên mây hết đó. Con bưng hai tô cháo này chị em lẹ qua cho tiệm mai ông hai nghe chưa? Dạ. 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 Dạ.
Dạ thưa ông hai. À, má ông biểu đem hai tô cháo cho ông hai. Giỏi. Nóng dữ hả con? Dạ. Sao không chịu để trên cái dĩa? Nè, thôi ông hai cho con 500 nè. Thôi con không lấy đâu. Sao vậy? Má con không cho. Thì con giấu má con, con đừng có nói là của ông hai cho. Nè. Thôi nó láo xấu lắm. Con dám. Má con nói là má con ghét nó láo lắm. Thôi con về để con phụ bưng cháo má con. Thưa ông hai về. À. Ông hai ơi. Chuyện gì đó con? Dạ con nói cái này, ông hai đừng la con nghe. Nói đi, ông hai không có la đâu. Bữa hổm ông hai còn ăn thiếu má con một tô cháo. Bữa nay ông hai vui nữa con nhắc. Một hồi ông hai nhớ trả ba tô luôn nha. Cái thằng khéo nói, cha mẹ nó có phước thiệt vậy đó. Ai mà giận nó cho được. Còn con nữa, không bằng thằng hột mít chút xíu nào hết á. Tối ngày cứ mè nheo hà, làm biên học nữa. Thét rồi ông ngoại con cũng hết biết luôn. Thôi nên. Nè, ăn đi rồi ông ngoại cưng. Nó đừng có dám, cũng không dám. Nó đừng có dồi, cũng không dồi. Cháu thiền kìa, không ăn đâu, không ăn đâu. Trời ơi, ma mày cưng mày quá rồi, tao dạy không có nổi. Ken ăn sao mà còn hơn là vua Na Bồ lấy ông nữa. Mày thấy rằng hột bếch không? Ma nó cho nó ăn cháo lòng nè. Nhờ vậy nó mạnh cùi cùi à, chắc da chắc thịt. Còn mày như là cái bánh tráng nhúng nước vậy hả? Thấy chữ là khóc, học bài là khóc, thấy cái gì cũng khóc, bây giờ ăn cũng khóc ha. Sao con khóc vậy cà? Thôi, nín đi con. Kìa, cà khóc nữa kìa. Thưa con, cá con giỏi lắm. Cà, con thấy mấy bạn không? Cà ông ngoại cà con cầu quá, nên bạn mít ướt đó con. Sao con hư vậy cà? Con muốn tất cả các con học giỏi, lễ phép, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. À, mà về nhà má con có dạy con học thêm không? Dạ, dạ dùng chút là mới là má đánh, lần nào cũng vậy. Nè, các con đừng cười bằng cà nữa. Hèn gì, con khóc hoài, làm sao mà học bài được? Người lớn coi vậy, có đôi khi cũng chưa hiểu được con nít. Thôi, các con vô lớp học đi. Dạ. Cà nè, từ hôm nay cô lên bàn đầu để ngồi cùng với bạn Hụt Mít, nghe cô giảng bài và kèm thêm nha. Dạ. Học sinh, nghe em. Các em ngồi xuống. Cái hộp gì vậy? Mở ra coi. Em nào quậy phá vậy?
Đây là một trò chơi vô ý thức. Nếu các em không nhận lỗi, cô sẽ phạt nguyên lớp. Dạ. Dạ thưa cô, hồi nãy em thấy các bạn tèo lanh nhọn phi có đến cổng trường rồi trốn học. Dạ thưa cô, chắc chắn là bạn tèo. Vì tuần trước bạn ấy đã chém chém mắt mèo vào ghế các bạn nữ. Vài ngày nay cô đã thấy các em đó có những biểu hiện không tốt, như bài vở không thuộc, lại nghịch phá trong lớp. Hôm nay lại còn rủ nhau trốn học. Chiều nay cô và em lớp trưởng lớp phó đến nhà từng em để nói chuyện với phụ huynh của các em đó. Bây giờ các em chuẩn bị trả bài cho cô nha. Dạ. Vì sao tôi say mê đá banh? Sao anh say mê đá banh? Đám vô, đám vô, đám vô. Dù có ở đâu xa. Bảo Quốc ca cái bài suốt vô hay quá trời đất ơi. Vì sao tôi say mê đá banh? Chú Bảo Quốc ca vui quá bà ha. Vui thiệt. Dạ em sao say mê đá. Wow! Ta nhưng đẹp trắng bên màn anh nhỏ muốn gian Euro SEA Games. Ông ta những tên tuổi đã đi vào danh sử Pele, Platini, Ronaldo. Khi trái bóng còn lăn anh còn ra sân tôi. Restricted just one so far in this game. Verlan. Gutterman. Got one of the Germans on strongest teams. Việc là trời đất tích cực, bây giờ là pha tấn công cho các cầu thủ đội Stuttgart. Đường chuyền. Balakov shoot. Yeah. Như vậy thì cuối cùng các cầu thủ đội Stuttgart cũng đã tìm được bàn mở tỷ số. Và người ghi bàn đó là số 10 Krasimir Balakov. Hầu hết các khán giả trên sân Rotterdam đã lặng cả người khi đội khách mở được tỷ số của trận đấu. Mời các bạn xem lại cú bật bóng rất chính xác và Balakov không bỏ lỡ cơ hội. 1-0 on the vô pha quá đã quá ơi đã con nói cái TV ba muốn bậu quý gì trai thiệt không có cái thứ hai luôn á. Bóng đã đổi mới ca nhạc nó chuyển qua đá banh mà đá banh ngược đầu giống y chang hát xiếc vậy đó. Thì nó cũ rồi. Như vậy với bàn thắng nhưng mà cái TV này hết chảy rồi nha. 35 vừa qua của Balakov thì đội Stuttgart đã vượt lên dẫn trước 1-0 ở trận đấu này. Và tính tỷ số cái này là cái TV đặc biệt dành riêng cho chương trình chăm sóc khách hàng á nha. À, ba hay thiệt, mới đá banh đập đập mấy cái chuyển qua cải lương à. Chương trình tổng hợp hầm mà lằng á. Bà nghe con nó khen cái tivi của tôi không? Tôi phải lựa dữ lắm mới được cái tivi đa hệ dữ dằn vậy đó nghe. Tôi biết cái tivi của ông á thuộc loại tivi ma. Đường đá banh cái chuyển quạt cà thiệt lạnh lùng. Ê, người đảo quá. Đúng tủ nó rồi đó ông. À, các bạn ơi, trời sáng rồi, dậy tập thể dục đi. Ông coi kìa, học nói đời kịch này lắm. Khoai để cho nó coi. Các bạn làm thêm mình, đây chờ. Mấy anh chị trong đội kịch diễn hay quá má ha. Phải chi con được lên truyền hình.
nhà mẹ xa, bán cháu lòng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, đâu có dư giả gì gửi con đi học kịch học hát. Các bạn ơi, nghe nói cũng bộn tiền lắm đó con. Hay là tụi mình kêu thêm lần nữa đi. Mít mà được lên Sài Gòn nó giỏi lắm mà. Đâu phải, chỉ có ở trển con nít nó mới giỏi. Ăn thua là gia đình, cha mẹ biết quan tâm, săn sóc, giáo dục cho nó là nó giỏi à. Nhưng mà ở trển á, có trường dạy văn nghệ cho con nít à. Nào là diễn kịch nè, dạy vẽ nè, dạy múa hát đủ thứ à. Hàng ngày mọi người đều ra thấy dục. Nó ngủ khò coi gì nữa. Con nít nó sướng thiệt à. Tại vì mình chưa lạnh chứ mà. Chưa no lo chưa tới. Thôi nãy tía lìa cái họng vậy đó. À, quay qua đã thấy ngủ khò. Ông nghĩ gì sao mà ông nói con mình không biết lo. Bữa hổm á, tôi cho nó tiền ăn sáng, vô tình tôi thấy nó mới cất để dành. Nó còn treo thuyền đưa khách qua sông, rồi nó lấy tiền đó nó mua tập vợ nó học. Vậy sao? Ừ. Con tôi mà tôi thấy nó dễ thương, huống chi người dân. Bảo đảm thấy nó là thương liền. Cái bà nói chuyện chất quất à. Con của mình đó mình thương, chứ mình thương con ai? Thì tôi nói vậy đó mà. Trời thần, ông coi kìa, nó đang ngủ mà cười mím chi cọp kìa. Giống hệt ông hồi đó à. Chắc là nó nằm chim bao, nó thấy chuyện gì vui, nó cười chứ về. Phải về nhà mình có quen biết ai trên Sài Gòn, mình gửi học bếp lên đó học kịch, giống mấy đứa nhỏ trên truyền hình mà ha. Biết đâu mai mốt trời thương, rồi cho Quế Nhơn giúp đỡ. Ờ, hay là có một bà tiên nào đó hiện lên để giúp đỡ cho mình. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ cái chính á, là phải do mình lo làm ăn, lo dành dụm, đợi cho nó lớn lớn một chút, rồi coi có ai quen biết á, rồi mình gửi nó lên trển cho nó học. Tôi, trời ơi, thiệt tình cái ông này á, mới nói chuyện đó là nằm ngủ khò khò rồi à. Mũi chân chấp đang leo thang giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Iran đang đóng vai trò trung gian với tư cách nước đứng đầu tổ chức hội nghị Hồi giáo gồm 55 nước thành viên, trong đó có Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc hội kiến diễn ra tại Damascus, thủ đô Syria, một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Syria trục xuất phe nổi dậy người quốc gốc thổ ra khỏi lãnh thổ Syria và đe dọa sẽ có hành động nếu Syria không đáp ứng yêu cầu này. Thank you.
Orchestra. Tình ai cũng thương cô giáo hết chị Tám. Cô dạy giỏi lại không có quánh học trò, đứa nào cũng thương, nghe lời cô, thương cô như là thương má của tụi nó vậy đó chị ơi. Dạ con cảm ơn bà Năm. Nói vậy chứ cháu dạy được tốt, học trò thương là nhờ gia đình mình đã dạy dỗ giáo dục con em mình trước rồi mới tới nhà trường. Cổ nói thiệt dễ thương chứ công của cổ lớn lắm đó. Đúng, chị Năm nói đúng đó. Có nhiều người cứ đổ thừa tại hoàn cảnh làm con mình hư. Không phải vậy đâu. Trong nhà, cha mẹ ông bà phải dạy con cái mình trước. Phải rồi, cha mẹ ông bà thì phải làm gương cho con cái. Tôi, cái thằng Cà, cháu con hai tiệm mai. Cô Thủy dạy đây cũng lâu rồi ha. Hồi mà cô tới đây cô nhỏ xíu à, cả chục năm rồi chứ bộ. Riết rồi cũng thành dân quê luôn phải không cô giáo? Sao tôi để ý thấy cô giáo không có bạn bè gì ráo trọi à? Sống một mình rỡ có chuyện gì rồi sao? Cho hai tô cháo đi bà ba, tô không giá nghe. Có liền. Dạ. Chắc tại cháu lo dạy học cho mấy đứa nhỏ, riết rồi quên luôn mình. Trời thần, lo dạy thì dạy, lo cho mình thì phải lo. Chẳng lẽ cô giáo dễ thương như vậy ở vậy tới già sao? Nè, con bưng tô này đưa cho ông hai. Dạ. Con gái có một thời à cô giáo ơi. Như tôi nè, kén chọn hoài cho tới năm 35 tuổi mới gặp ổng đó. Ba của hụt mất đó. Phải cô giáo, tôi lấy hạp rồi sáp vô liền á. Dạ, tại cháu hơi khó tánh, với lại xấu xí quá nên không ai thương. Mẹ ơi, cô giáo mà xấu cái nỗi gì? Cô đẹp quá chừng đi chứ. Cô dạy giỏi nè, mà cá hát hay nữa nè, phải không chị Nam? Dì ba nói quá. Chắc là cháu chưa gặp được người ưng ý. Cô nói vậy thì tôi mới chịu đó. Ưng ý thì chờ hơi lâu. Nhiều khi ông to bà Nguyệt xe duyên cho cô người ở đây thì cô cũng như là người nhà của tụi tôi. Mà cô nhắm làm dâu nhà quê có nổi không? Ra trường á là cháu xin về dạy ở nông thôn đó chứ. Nhiều lúc cũng muốn về thành phố, nhưng chưa về là đã thấy nhớ nơi đây rồi. À bà ba ơi. Sao có chuyện gì đó cô giáo? Dạ, sắp tới trường mình sẽ có chương trình văn nghệ. Năm nay ban giám hiệu trường dự kiến, ngoài chương trình cây nhà lá vườn, sẽ mời thêm nghệ sĩ thành phố, nhất là đội kịch Tuổi Ngọc. Còn hạt nhân văn nghệ của trường là Hột Mít và các em. Chủ nhật tuần sau sẽ họp phụ huynh học sinh và ban giám hiệu để bàn và xin ý kiến về việc tổ chức liên hoan văn nghệ. Bà ba nhớ tới để góp ý với trường nha. Trẻ má ơi, tôi biết gì đâu mà góp ý không biết nữa. Trong số phụ huynh học sinh, bà ba là người nhiệt tình năng nổ nhất. Phải rồi. Chuyện gì mà khó là có bà ba. Cho nên ban giám hiệu nhờ cháu nói cho được bà ba. Nhiều khi nhờ bà ba lên thành phố mời nghệ sĩ,
Cháu có nghe dự kiến như vậy. Con chào ông hai. Chào ông kìa, ông nhẹo. Ê, đừng có chọc nó khóc nhẹ bây giờ. Dạ, chào ông hai. Chào cô giáo. Khỏe không hai? Khỏe, nhờ trời tôi cứ khỏe đều hết à. À, có chuyện gì không cô giáo? Dạ, hổm này định ghé ông hai vì chuyện em Cà. Trời đất, tôi cũng định dẫn nó đến gặp cô đó. Nó khóc tối ngày sáng đêm còn hơn là năm thình bão lụt nữa. Mà kỳ đời, hễ nó thấy cú tập hay là cái chữ là nó khóc à. Cháu có nghe em nó nói. Nó nói sao cô? Dạ, chỉ lưu ý là má của em Cà cần phải quan tâm đến cháu nhiều hơn. Cà nhạy cảm, lại nhút nhát, mà lại phải bị đòn. Cho nên em lì đòn, phản ứng bất lợi cho việc học. Tại má nó đánh không có đúng chỗ nên nó lì. Như phần ông hai cưng nó quá mà. Bởi vậy. Nè, làm gì đâu khóc. Con coi thằng hổ bích kìa, nó có khóc không? Trời đất ơi, làm gì khóc như lu bị vậy? Phải tỏ ra mình là nam nhi chi chí chứ. Coi ông ngoại nè, ông ngoại có khóc không? Ông ngoại cười, thấy chưa? Ông ngoại lớn rồi, ông ngoại đâu có bị má ông ngoại đánh đâu. Cháu đã nhỏ nhẹ chỉ dạy, em Cà có tiến bộ hơn. Miễn là hiểu được cá tính của em Cà và đừng đánh em nữa. Ờ ha, mà má nó cũng kỳ. Hai mẹ con nó hãy sáp vô là có chuyện. Mới dạy được chừng hai ba chữ là đè thằng nhỏ xuống, nghe nó quánh vậy khóc thét lên rồi cái hạ màn giảng ha. Rồi có học chữ nào đâu. Hèn chi hệ nó thấy chữ là nó khóc à. Bậy hết sức vậy đó. Người lớn mình á, nhiều khi lo mần ăn, quên phước chuyện dạy dỗ con cháu. Tưởng giao cho nhà trường vậy là đủ rồi. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn cô giáo nhiều ngang. Ông hai nói vậy chứ, cháu cảm ơn ông hai mới đúng. Ừ? Thật ra gia đình ông hai cũng là gia đình phụ huynh tích cực của nhà trường mà. Ông ấy còn mua sắm giày vớ cho đội thiếu nhi trường mình tranh cái giải World Cup với đội cần nước nữa đó. Văn hóa, văn nghệ, thể thao, trước tiên là giải trí và giáo dục học sinh. Ngoài ra còn sách báo, phim ảnh, khoa học. Về mặt này có lúc có nơi ở nông thôn mình còn thiếu. Phải làm sao không xa cách lắm với thành phố mới được. Ở đây mình nhờ có bà con phụ huynh tích cực nên sách báo cho thiếu nhi cũng có nhiều cho các cháu. Vả lại, chính quyền các cấp rất quan tâm đến văn hóa vùng sâu ở quê mình. Cô giáo lo đủ thứ chuyện cho học trò hết. Bà con ai cũng lo cho cô giáo hết. Ủa, mà có điều sao cô không chịu lo cho mình? Giống như cái bà này nói nè. Tôi cũng biết cô giáo tới đây dạy học từ hồi còn nhỏ xíu. Tới nay chưa có đôi có bạn gì ráo hết. À, hay là để tôi làm mai cho. Dạ, cũng như cháu nói với bà Tám. Tại cháu khó tánh, xấu xí, lại kén chọn nên ế. Dạ thôi, xin phép ông hai cháu đi chợ. Dạ, cô giao đi. Cô đi nha. Mấy cô giáo mà học cao á là khó lấy chồng lắm. Năm nay cô bao nhiêu vậy cô giáo? Dạ, 34. Chắc cháu nghĩ cháu ở vậy luôn cho nó khỏe. Thôi cháu đi nha. Một thân một mình, nấu nướng giặt giũ cũng một mình, thiệt tội nghiệp quá. Dễ thương hết sức vậy đó. Con cái nhà ai khéo đẻ, đẹp nết đẹp người. Chứ ai như bà. Tôi mà có con trai trạc cổ luôn, tôi làm gan cưới cổ làm dâu liền. Trời. Tôi nói thiệt vậy mà. Kiệt của chú con. À, hộp mít lại ông hai biểu con. Dạ. Hay quá. Nè, à, bữa nào tụi con cho thằng Cà nó vô đội banh tụi con nó chơi coi. Dạ, ông hai thả chơi tụi con đi. Ừ. Đá banh lội sông chèo xuồng nó khỏe lắm. Ừ. Cho nó hết khúc nhà luôn. Ừ. Không mũi nữa. Ông hai cũng chơi với tao đi.
Ông hết xì hoài à? Tổ cha mày tự nhiên cái đó. Á xì. Nè, tụi con đừng có khi dễ ông hai nghe. Hồi nhỏ ông hai có đi tập tạ đó. Nhìn thấy con chuột chết của ông hai nè, thấy chưa? Sao? Trời, trận đấu sắp tới tụi con cần gì nói ông hai giúp cho. Dạ, tụi con cần mua một trái bóng mới để đá tranh giải đồ cần nước và áo có thư tên. Rồi, 30 giây. Ông xếp vẽ rồi ông tự tay ông may đồ cho mấy đội bóng tụi con. Thấy không? Mà có theo số đàng hoàng à nghe không? Riêng cái bộ đồ thủ môn hộp mít á thì ông sẽ thiết kế không thua gì thủ môn phân đờ xe ở trong cái Asi Cup. Đã quá. Qua hôm hai ông hai số 1. Thưa ông Mạnh Thường Quân. Ê, đi tắm xong tụi bay. Ừ, phải đó. Đi. Thưa ông hai tụi con đi. Thưa ông hai tụi con đi. Đi tụi bay. Ba má cho ông ra tắm xong nha. Thôi con. Nhớ đừng mò ra sau nghe con. Dạ. Đi về nè con. Dạ. Thưa ông hai đi. Lát ra sau kìa cả. Con thấy chưa? Con nít bây giờ là phải mạnh khỏe. Phải tự nhiên cũng giống là tụi nó vậy. Bữa nay ông cho phép con đi lội sông. Mà nhớ ôm bập dừa cho chắc ăn à nghe không? Dạ, thương ngoại con đi. Nè, mấy bà biết không? Tụi nhỏ nó khoái tụi dữ lắm. Nó nói tôi là Mạnh Thường Quân. Mấy bà có biết sự tích ông Mạnh Thường Quân không? Thì... tôi không có hỏi bà. Ôi... đó là cái nhà hảo tâm ở tuốt bên Trung Quốc á. Hồi năm gì tôi quên mất rồi ta. Mà trong nhà của ổng á, lúc nào cũng có người ăn chợt. Một hôm á, ổng mới sai người đi đòi nợ. Đòi cho ổng ở một cái nơi xa dữ lắm. Rồi cái ông đi đòi nợ tới nơi á, ổng thấy người ta nghèo quá đi. Nghe kể nè. Cho nên ổng không có đành đòi. Rồi ổng xé luôn cái giấy nợ. Ông đi về, trời ơi, ông bị ông Mạnh Thường Quân rầy quá xa luôn. Mà kể chuyện cho ông sẽ bắt bực mình quá, cái mặt ông kỳ quá đi. Ủa, sao tôi nghe nói ông Mạnh Thường Quân tốt lắm mà. Tốt á thì cũng là con người, chứ bộ thần thánh sao. Ê bị rầy á, cho nên ông đòi nợ, ông cũng buồn. Rồi cái tới khi mà nhà cửa tài sản của ông Mạnh Thường Quân nó bị bão lụt nó cuốn trôi đi. Cái ông mới đi lang thang. Không có thằng cha ăn chực nào còn ở lại hết á. Thì ghét gì? Duy nhất á là chỉ còn cái ông đi đòi nợ á là còn ở lại thôi. Cái hai người mới đi tới một cái làng. Đòi muốn chết đi. Cũng may á, nhờ người dân ở trong làng á đem nào là bánh bao nè, cơm sườn nè, rồi sắt xíu nè ra đãi. Trời ơi. Mà mấy bà biết tại sao không? Sao? Thôi tôi nói đại luôn cho khỏi mỏi miệng. Thì là cái làng hồi đó được xóa nợ đó. Trời ơi, trời vô nào trời. Ê, vậy là cái người giúp việc ổng xé giấy nợ chứ đâu phải ổng. Ủa, mà hồi xưa làm sao có cơm sườn với xá xíu nữa ông hai? Thì xưa nay gì lại không có cơm sườn. Ông ba này thiệt tình nè. Thì tôi muốn nói chuyện đời là như vậy đó. Mình giúp người ta thì có người khác giúp lại, hiểu không? Chiều nay ông có ra ruộng coi đá banh không? Có. Ông ủng hộ đội nào? Y Quỳnh, ông là ba hộp hột bích mự. Thôi tôi về nghe không? Rồi, ăn cháo quên trả tiền nữa rồi. Quên rồi. Kẹo muốn chết à. Đi đâu cũng khoe khoang là Mạnh Tường Quân. Gì này, Mạnh Tường Quân chứ Mạnh Tường Quân cái gì bà. Ôi, quan quân gì cũng vậy thôi. Quên nữa. Nè ông ba. Kỳ này tôi nhất quyết mời thầy về dạy cho đội bóng đá tổng lực của mình nè nghe. Thiệt vậy sao mày? Chứ sao, thì dám nói là dám làm á. Nghe nói bà ba định lên Sài Gòn mời nghệ sĩ phải không? Vậy làm ơn tôi nhờ bạn chuyện. Nhờ chuyện gì ông hai? Mua giùm tôi con ma. Ý trời ơi,
ma quỷ ai đi mua? Mua gì kỳ vậy? Không phải ma quỷ gì hết trơn á. Chứ gì? Bà mua giùm tôi cái con ma nư canh. Ma nư canh là gì? Là cái hình giả đó. Để tôi trưng ở trong cái tủ kiến tiệm mai. Trời ơi. Thôi nào ngay á. Tôi định khai trương lại cái tiệm thời trang như cũ. Ăn ngon á thì phải mặc đẹp. Thấy không? Mấy bà coi tôi nè. Lúc nào tôi cũng mô sờ đền á, mấy bà thấy chưa? Coi vậy á nghe. Ông dám mời thầy về dạy đá banh lắm á nghe. Thế ai mà khen á là ông chơi liền. Con có mua là sữa nè, đồ nước cảm. Dạ để thăm Út đó bà. Còn quan lắm. Thằng Út chắc sẽ vui lắm. Dạ. Cô xin phép qua thăm Út. Út ơi, khỏe chưa? Khỏe rồi. Nếu mà bạn khổ bệnh á thì sẽ đi học nha. Sắp tới tôi sẽ mở cái shop hết ý cho mà coi. 14 ủa mấy rồi? Dạ 14. Lựa giải đi cháu. Dạ. Ê, phải thời trang chứ. Ăn ngon thì phải mặc đẹp. Bây giờ nông thôn mình nó sung túc rồi. Chơi luôn sáng dậy sớm. Tôi sẽ mua con ma nơ canh đó. Nè, tôi chân ở trong cái tủ này nè. Ơi, nó sẽ bận đồ bóng đá. Vậy nó mới lạ chứ. Phải đó chú. Vậy mới không đủ hàng. Nhưng mà nghẹt thở quá. Xin lỗi nha. Không có gì, không có gì. Kính thưa phụ huynh, học kỳ 1 vừa qua, các em học sinh trong lớp đã không còn điểm yếu kém. Và một số học sinh cá biệt đã ngoan ngoãn trở lại. Với thành tích của lớp nói riêng, của nhà trường nói chung, ban giám hiệu đã đồng ý tổ chức liên hoan văn nghệ và giải bóng đá thiếu nhi nhằm phục vụ cho bà con toàn huyện. Tôi ủng hộ nè, tôi quan hô nè. Chị ơi.
Ủa không còn chuyện đó nữa. Dự kiến sẽ mời một số nghệ sĩ thành phố và đội kịch Tuổi Ngọc. Ban giám hiệu đã tín nhiệm mời dì Ba lên thành phố để mời nghệ sĩ về diễn. Em nói bà con nghe này nha. Mừng cái gì mà lăng xăng như gà mắc đẻ. Thưa phụ huynh, còn một tin vui khác nữa là bác Hai Thợ May, Mạnh Thường Quân của đội bóng đá thiếu nhi trường mình đã mời được một huấn luyện viên thành phố về đây để tập vợt cho các em. Công nhận cô giáo nói chuyện hay quá chừng luôn. Phải giống như tôi vậy. Ông này chừng nào à ông huấn luyện viên xuống vậy anh ba? Hả? Hả? Ông Hai á đã lên thành phố đón ổng rồi. Ngày trưa hôm nay á ổng sẽ xuống tới đây. Một chút nữa tôi sẽ tập hợp đội bóng lại để đi đón ổng. Và chiều nay mời tất cả bà con mình ra sân ruộng để ủng hộ đội bóng nha. Vậy mới là chúng ta nha. Chuẩn bị hổng ít. Ta chia ra hai đội để đấu tập với nhau. Đá là phải đá hết mình nhưng không được chơi xấu. Phải giữ tinh thần fair play. Nhớ lời thầy dạy nha. Các em thấy đó, bà con đến đây ủng hộ mình rất đông. Các em nên cho một tràng pháo tay để cảm ơn bà con ủng hộ mình. Vỗ tay lên. Đi Sài Gòn chị. Dạ thưa cô Năm. Chị Năm. Dạ thưa ông Chính. Đâu vậy? Lên Sài Gòn Chính ơi. Bà Ba, bà Ba. Thưa ông Hai. Chà, bữa nay hai mẹ con đi Sài Gòn ha. Dạ. Lên Sài Gòn ít ngày thăm con Mận. Nói nào ngay. Rồi cũng mời nghệ sĩ xuống tăng cường cho chương trình văn nghệ của trường đó. Không hay. Chà, bữa nay mặc đồ chiến dữ à nghe. Bà lên chợ nhớ mua giùm tôi con ma nơi canh nghe bà Ba. Mà lựa con ma đàn ông á, lùng lùng thôi. Bởi cái tủ nhà tôi nó thấp lắm. Ủa mà bữa nay bà đi Sài Gòn là ai bán cháo? Thì lâu lâu cũng phải để ông bán vài bữa chứ ông hai. Thôi tôi đi cho kịp xe nghe ông Hai. Thôi ông Hai ăn đi. Hai mẹ con đi Sài Gòn mạnh giỏi nghe.
12 ngàn, còn nhỏ 10 ngàn thôi. Chắc hai người ngồi hết ba chỗ của tôi quá. Lên con. Lên. Cầm vô một chút. Chạy liền mà, tới luôn bác tài. Tôi đi dữ lắm chứ, ở đâu mà không biết. Tôi đi theo gánh hát làm nghệ sĩ một thời gian chứ bộ. Vô nè, vô nè. Chạy lẹ giùm coi. Trời ơi, ăn ăn trước mặt mày sao chạy được. Vô coi. Vô, quẹo coi. Vô lên. Rồi, quẹo luôn bác thầy ơi. Cục kỳ, ý kỳ cục ghê. Tôi tưởng Minh Chót là Phú Lâm. Cậu Hư ngoại ơi, xe chạy vòng qua ngõ này rồi qua Phú Lâm, cho ngoại xuống. Mấy thằng cha xe ôm này nữa, khổ quá. Sao mà khổ? Xe chạy đón khách thì đợi người ta đậu lại đàng hoàng đã, sợ bị phạt muốn chết. Mà nó cứ chạy theo hoài à. Có ai xuống xe không? Xuống mau lên đi. Dạ, cho tôi xuống. Cái lại. Hai ơi, qua đây nè. Xe kỳ cục vậy má. Sao? Người ta không chịu lên xe cũng bị bắt nữa. Bắt gì bắt? Chở ăn tiền đó con. Rước khách mà giống như ăn cướp vậy. Thôi cho tôi xuống luôn đi chú hai. Rồi ghé vô, lên xuống ngoài. Cái gì kỳ vậy? Ủa làm gì vậy? Tôi giữ vậy. Ê, buông ra tôi không giỡn nha. Nè, trời ơi, cảm gì vậy? Buông ra tôi không có giỡn nha. Nghe làm gì lớn kéo tôi. Ê, khoan. Mà buông ra coi, trời ơi, làm gì mà lôi kéo tôi. Làm như tôi có giỡn sách vậy. Tự nhiên sách vậy. Từ từ nha. Ê, té tôi à. Ê, hai. Ông già ông bắt luôn. Còn bà ba xuống đâu? Ủa sao chú biết tôi? Bà ba bán cháo lọc trước cửa chợ, ai mà chẳng biết. Thỉnh thoảng tôi có ghé ăn. Vậy sao? Nè nè nè, lát chú cho tôi xuống đâu cũng được nha. Miễn là né được mấy thằng cha xe ôm mà.
Thầy khổ ghê á. Phải chặt đứt cái đuôi này mới được. Rồi, gây vô, gây vô, gây vô, gây vô. Bà ba xuống đây rồi ha. An toàn trên xe lộ rồi đó. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ. Bye.
tao. Mẹ lên. Sợ quá để ông vào quà. Vô. Trời ơi. Vàng á. Quá. Đây nè Tài ơi. Đây có phải là chung cư Khánh Hội không? Đúng như vậy, thưa mỹ nhân. Má ơi, ông này là ai vậy má? Ông có bị bệnh không? Ai biết, thì thấy ông đứng đây má hỏi thăm vậy mà. Sao ông kêu má bằng mỹ nhân, giống như trong tù cái lương quá vậy? Má ơi, cho con xin tiền xe. Nhiêu vậy cậu? Dạ 15 ngàn. Tôi đi từ dưới Cần Vuột lên đây có 12 ngàn. Cậu chạy có chút xíu vậy á mà tính 15 ngàn, dữ ôn không? Xe nhỏ tốn xăng, sợ hụi nhiều má ơi. Chứ đâu phải mình tôi ăn đâu, cho thêm đi. Còn vợ con tôi nữa, một bầy lận mà. Chuyện này ngộ dữ à. Bộ cậu tính cho tôi trả luôn tiền ăn uống của vợ con cậu hay sao vậy? Nè, cho xin tiền xe đi má. Nhiều nữa đây? Dạ 16 ngàn. Ủa sao chở nít lại mắc hơn người lớn vậy? Xem ra ơn cũng tính một cuốc à má ơi. Trời ngộ thiệt tình đó. Thì cho là tính cuốc đi. Nhưng xe chở tôi cũng chung đường với xe chở con tôi, chứ có chạy qua đông qua tây qua tàu gì đâu mà tính thêm ngàn. Tôi nói cho cậu nghe, 1 ngàn không có tới đâu. Nhưng mà cái chuyện này tôi thấy nó kỳ đời quá à. Phải không ông? Có thể đúng, mà cũng có thể sai. Nè, 1 ngàn tới đâu tôi tiền đi. Quên. Nè, tôi lại bà. Xong rồi đó. Thiệt bực mình, ba cái xe ôm này hết sức vậy đó. Mỹ Nhân đi xe Honda ôm từ cung trăng xuống hả? Đâu phải. Từ Chợ Lớn gì à. Vừa xuống xe đò là bị xe ôm hút trọn ổ vịt xiêm, rồi phóng ào về đây luôn. Ôi, những con vịt xiêm đáng thương. Nãy giờ chờ lâu quá. Má, cho con xin tiền xe chở vỏ đệm này. Đây nữa. Má, cho xin tiền xe chở vỏ đệm này. Chàng ơi, cái vỏ đệm chứ có phải người đâu. Mà cái vỏ của tôi á, tôi xách. Thầy coi có phải không? Tự nhiên cái anh này nè, anh nhảy lại anh xách. Tự nhiên cái anh tính tiền. Thiệt công nhận chuyện tự nhiên kỳ cục ngang vậy á. Má ơi là má, nếu con không giành vỏ đệm này thì bây giờ má kiếm ở đâu ra? Có lý. Cho nên con chở tới đây chỉ xin tiền xe chở cái vỏ. Mà má la con, tội nghiệp con mà má. Cũng đã nói vậy á thì thôi nè. Sao 3 ngàn vậy má? 3 ngàn. Đúng là chuyện động trời. Tôi biết đi biến. Tôi phải diễn như vậy nó mới sợ. Chuyện này tôi đã ghi trong sổ tay rồi. Đúng là mới thấy lần đầu. Cái gì vô lý thành có lý. Tức là hài kịch. Trong cái hài có cái bi, trong cái bi lại có cái hài. Má ơi, trong cái hài có cái bi, trong cái bi có cái hài là gì vậy má? Ông trời hiểu cũng không nổi, đừng nói chi má con mình. Con nít đá banh ngoài đường là hài kịch, nhưng gây tai nạn cho người khác sẽ biến thành bi kịch. Ông nói gì hoài vậy má? Ta nói chỉ có trời mới biết được. Chuyện cứ hỏi hoài. Coi vậy mà ổng tốt bụng á. Không có ổng á hả, là mấy ông sao ôm hồi nãy đồ 10 ngàn cũng phải trả nữa đó con. Ở đây không giống quê mình ha, cái gì cũng phải tiền hết. Ông ơi, cảm ơn ông về cái chuyện hồi nãy nha. Bây giờ ông làm ơn cho tôi hỏi thăm, ở đây có phải là chung cư Khánh Hội không? Ý mà quên nữa, hồi nãy tôi hỏi rồi. Còn, ông ơi, ông, còn như tôi với con tôi nè,
muốn kiếm con Mận, cháu gái của tôi đó. Không biết nó có ở trên này không hả ông? Cậu có chồng chưa? Dạ có rồi. Ừ. Có chồng là phải theo chồng. Dạ. Người biết chính xác cô cháu gái của bà ở đâu là... Là ai vậy ông? Là chồng của cổ. Bà nên tìm người này để hỏi ra cho biết. Nhưng... Nhưng sao hả ông? Nhưng biết đâu lại có bi kịch. À, như là hai vợ chồng thôi nhau, mỗi người một đường, thì đó lại là chuyện hài khác nữa. Đâu có. Nó mới gửi thơ cho tôi nè. Chồng nó còn ở với nó. Ở cái lô... À lô dê. À dê. Thôi tôi đi nghe ông. Mình đi con. Cô làm ơn cho tôi hỏi cái số nhà 318, nhà của ông Mận ấy. Dì lên lầu 3, hỏi số nhà 318 á. Dạ, cảm ơn cô. Coi cô, nhà số 318 ở đâu cô? Nhà ông Mận á cô. Tôi mới dọn về đây, thành ra không biết số 318 ở đâu hết á. Đâu chị hỏi chỗ khác coi. Thôi cảm ơn cô. Dạ. Liệu sống không được ly dị? Tôi đâu có cần. Làm như không có anh là tôi chết. Hãy nói tới bà đòi ly dị lãng xẹt. Má cho tiền đi chơi điện tử. Gì điện tử hoài vậy? Suốt ngày hết đá banh rồi tới điện tử làm sao? Rồi ngày nào cũng có người ta tới mắng vốn hết trơn á. Biết rồi vậy hồi đó tôi đẻ ra cái hột dịch, luộc ăn mập thay. Thiệt là khổ hết sức vậy trời ơi. Bà nói khổ là sao? Người ta làm mệt về cứ cằn nhằn mệt quá. Bực mình ghê vậy đó. Nè tiền nè. Cuộc đời tôi có hai cái khổ mà. Khổ lớn là suốt ngày nhậu nhẹt, khổ nhỏ là điện tử. Bực mình ghê luôn á. Chịu hết xiết rồi. Cho má cho ba con đi. Một mình tôi lo làm sao nổi. Biết vậy hồi đó tôi ở với cần ruột luôn đi. Chồng với con thiệt là khổ hết sức vậy đó. Mận. Có phải Mận không? Trời ơi, gặp nữa. Ai kêu tôi đây? Mận ổi gì? Đang bực mình khổ sức vậy đó. Chị ba, phải chị ba không? Trời đất ơi, nãy giờ con thấy chị đi qua đi lại, đi tới đi lui, con đâu để ý đâu, mắt nói chuyện với ổng. Ơi. Xin lỗi dì nha, chị đi đâu đây? Lên thăm bay chứ đi đâu. Mời dì vô nhà. Dạ. Dạ. Dạ, chào. Má ơi, ủa sao đây ai cũng quạt hết vậy? Giờ tới phiên má quạt rồi nè con. Con nữa. Hột mít đây hen. Dạ. Tràng ơi, lớn bộn rồi đó. Tròn gió à. Người sao tên vậy? Dì ba. Để em giới thiệu với dì ba nha. Đây á, là ba chồng của con. Yeah. Đây là má chồng con. Yeah. Đây là bà nội chồng con. Yeah. Cô chồng con. Còn tất cả ở đây á, là cháu chồng của con. Ra ngoài chơi má đi má. Dì ba, ngồi đi dì ba. Mệt muốn chết. Ủa, bộ thằng chồng bay đi xe ôm hả? Lúc trước á, đạp xích lô, đạp không có nổi nên con mới hốt hụi mua cho ổng chiếc Honda chạy xe ôm. Mà trời ơi, thôi dì ba ơi, đừng có nhắc nữa dì ba ơi.
sáng sai chiều xỉn. Đó, nhậu nữa rồi đó. Hồi nãy á, chồng con á có chở giùm dì cái vỏ đệm. Chở vỏ đệm của dì là sao? Con không hiểu à? Dì còn không hiểu, huống chi con. Ôi, ba cái chuyện trời ơi đất hỡi đó mà. Thôi, bỏ qua đi con. Sao, lúc này con sống đỡ không? Con tính về dưới quê dì ba ơi. Ở trên này cực quá, con chịu không có nổi. Nhưng mà ngặt cái chồng con không chịu gì à. Ôi, cái số con nó khổ vì tình lắm dì ba ơi. Ờ, nè, nhìn bàn tay con đi. Nè, dì thấy không? Có số chức nữ đàng hoàng, mà số chức nữ là khổ vì tình. Ta nói duyên nợ nó cứ quẹo vô đường hẻm, quẹo vô đường hẻm không mà dì ơi. Dì ba, uống nước dì ba. Ờ đó, con thấy không? Mình quen sống ở dưới quê, mát bẻ rộng rãi, mà mần ăn cũng dễ nữa. Tự nhiên rồi bay lên trên này, một mình sống nó chật chội, mà mần ăn cũng khó khăn vất vả nữa. Quên nữa, dì lên này chơi hay có chuyện gì vậy? Ta nói một công mà hai ba chuyện. Vui nhất là vậy. Ở dưới trường học của Hột Mít á, dạ, sắp tổ chức liên hoan văn nghệ. À, thấy dì giỏi ngoại giao lanh lợi, cho nên cử dì lên trên này để mà mời nghệ sĩ xuống tăng cường. À, thèn ơi, vui dữ vậy han. Bà con mình ở dưới dạo này chắc sung túc lắm hay gì ha. Đủ ăn đủ mặc rồi, còn văn nghệ văn gừng nữa. À quên nữa, mà chừng nào hả dì? Dì nói sao tự nhiên trong lòng con nôn dễ sợ. Con á hả, hồi xưa cũng là một cây văn nghệ á. Sắp tới rồi, ta nói xóm làng mình lúc này vui hết biết. Sẵn dịp á, dì ba dẫn Hột Mít đi theo. Cho nó biết đó biết đây. Rồi cái gì còn phải mua một con ma cho... Con ma là con gì hả dì? Cái con mà người ta mặc đồ vô, người ta để trong tù kiến hay đứng vậy nè đó. Ma nơi canh. Phải rồi, con ma nơi canh. Quên. Con nhớ ông Hai Thợ Mai không? Chèn ơi, ông sắp mở tiệm mai thời trang đó. Chà. Mận à, dì nói thiệt nha, dì mới lên đây mà sao dì thấy cuộc sống trên này nó cực hơn với quê mình nhiều quá con. Dạ đúng rồi dì, cái gì cũng phải có tiền hết á. Bây giờ ở dưới quê mình á, bà con sống sướng hơn trước nhiều. Ta nói nhà nước hỗ trợ cho dân làm ăn nè, chăn nuôi trồng trọt nè, với lại ở dưới quê mình rộng rãi mát mẻ, cá mắm gạo thóc còn thấy không, cũng rẻ. Con cũng muốn vậy lắm, nhưng mà ngặt nổi đã có chồng ở trên này rồi. Hơn nữa con cái của con cũng học hành ở trên này. Bởi vậy ông bà mình có nói thấy không, bỏ thì thương mà dương thì tội. Bây giờ con cách, con cắt nghĩa cho chồng con đi, cho nó hiểu. Ở dưới quê mình bây giờ hả, xây dựng trường học mới nhiều lắm á. Nghe dì nói mà con nôn quá chừng luôn. Lâu rồi á con không có về quê, con nhớ quá đi. Để con bàn lại với chồng con, rồi cái con về dưới con ở luôn, trở lại cái nghề bán bánh lọt cho nó khỏe. Sao đang bu vơ lạc ngờ, con gái bây giờ thích làm duyên, con gái bây giờ hay ra bờ, con gái bây giờ thích làm ngơ, con gái bây giờ quá thờ. Như là đi cuồng, như là đâu.
giờ hay ra bờ. Con gái bây giờ cô ca sĩ này hát hay quá nha. Dạ, con dừng xuống. Ta biết yêu là sẽ đau, ta sẽ yêu đằng kia sau. Con gái bây giờ tình yêu và có yêu. Má ơi má, cái nhà trong cái chuồng gà má ha. Con dòm kìa đó, cái nhà đẹp quá ha. Cái ông gì mà bữa hổm mình gặp ở chung cư đó má. Đúng là ổng rồi. Ủa mà ổng làm gì đây vậy cà? Thôi, về chỗ. Nghe nè, diễn mà như không diễn mới là diễn. Diễn hài kịch mà người ta không cười, đó là bi kịch của diễn viên. Người diễn viên phải biết mình phục vụ cho ai, cho ai, hiểu không? Lý thuyết các em đã học rồi thì phải thực hành, biểu diễn và giao lưu ở khắp nơi. Người diễn viên giỏi phải biết quan sát, tìm vốn sống ở ngoài đời. Có khi ta phải đóng vai một kẻ xấu, mà kẻ xấu thì hay có tật, thí dụ như là nói thì không dám nhìn thẳng vào mắt ai, hiểu không? Hiểu. Và hay khều lỗ mũi. Coi thầy diễn nè. Giang nghe. Hiểu chưa? Dạ. Trật tự. Trong nghệ thuật diễn xuất phải cần có vốn sống. Ta quan sát một người tốt bụng, trung thực, ta sẽ thấy họ đơn giản hơn kẻ xấu. Họ ăn ngay, nói thẳng. Hả? Trái đất này tròn thiệt. Xin mời hai mẹ con bác vào đây. Xin mời vô, mời vô. Vô đây, vô đây. Vô ngồi ghế uống nước cho đàng hoàng. Mời bác ngồi đây, con ngồi đó. Dạ. Sao rồi? Bữa đó có kiếm được cô cháu gái bà con ở dưới quê không? Dạ, tìm được rồi. Tôi thứ ba, bán cháu lòng ở chợ Cần Giuộc á. Đây là anh trai tôi, tên nó là Hột Mít. Thưa thầy. Giống Hột Mít quá. À, mấy con lấy nước ngọt, bánh trái ra đãi khách coi. Dạ. Quản lý mấy em mệt lắm. À, được rồi. Mời bác. Cảm ơn thầy. Có gì đâu. Ngon lắm á. Em mời bạn ăn nha. Ăn từ từ nha. Qua đây, qua đây. Đi giờ tới tụi mình nè. Dạ mời bác dùm nước. Cho miếng đi, cho miếng đi. Phải không? Trời ơi, mấy chị sờ thử đi. Da thịt của anh Hụt Bít á, mát như tủ lạnh vậy đó. Anh ở đâu? Học lớp mấy rồi? Thôi bà ăn đi. Uống nước ngọt nữa không? Anh Hụt Bít uống nước. Nói dấu gì thầy? Dạ. Trường có Hột Mít có tổ chức liên quan văn nghệ. Ta nói thầy cô với bà con ở dưới quê rất ái mộ nghệ sĩ thành phố, nhất là coi mấy cháu đây diễn. Dạ. Cho nên mới cử tôi lên đây mời. Trường của Hột Mít có vui không bà? Vui lắm con, mà lại mát mẻ nữa. Dạ. Ở trường cũng có ban văn nghệ nữa à? Dạ, cũng cây nhà lá vườn không à. Nói nào ngay, mấy thầy cô giáo ai cũng biết ca hát hết á. Em
em học mít, có biết ca hát hay diễn kịch không? Em chỉ biết diễn sơ sơ thôi hà. Mà em khoái nhất á là khẩu thuật, là giả tiếng lời giật á, như là con gà nè, con vịt nè, con chó, con ngựa đó. Nào, đâu em diễn thử cho tụi anh coi coi. Dạ. Công nhận nha, em làm tiếng gà giỏi thiệt á. Nè Hột Mít, em có thích được diễn kịch giống như tụi chị không? Chàng ơi, Hột Mít nó thích lắm đó mấy con. Nó thích tới nỗi tối ngủ ha, nằm chiêm bao ha. Nó thấy nó được đóng kịch chung với mấy con nữa đó. Mà nó có khiếu lắm đó nghe. Ta nói ai làm gì nó bắt chước vậy, giống hệt vậy đó à. Vậy hả, hay quá ha. Em còn đá banh trong đội tuyển của trường nữa nha. Là thủ môn đó. Trời ơi, em giỏi hơn em chị nhiều. Khi nào có dịp anh chị về dưới quê em chơi nha. Dạ. Thì giờ bà ba với Hột Mít lên đây mời mấy con nè. Chừng nào hả bà ba? Thì sắp tới rồi. Nhưng mà cũng phải nói thiệt nha. Mấy con biết không, ở dưới quê á, điều kiện sinh hoạt á, thiếu thốn lắm. Dạ. Cho nên khi xuống dưới á, các con cũng phải chịu khó. Dạ, không sao đâu bà ba. Tụi con á thích tắm sông với chèo xuồng lắm bà ba. Ôi, nói gì chuyện tắm sông chèo xuồng, hái bần nè han, câu dạ. Cá nè han, có hướng dẫn viên du lịch hộ Mít đây nè. Vậy là ở trường cũng có tổ chức liên quan văn nghệ nữa hả bác? Dạ phải, ban giám hiệu cử tôi lên đây để mời nghệ sĩ, nhất là mời cho được đội kịch Tuổi Ngọc. Dạ. Nói thiệt với thầy, tôi cũng lo lắm. Tôi sợ mời không được á thì mất mặt. Thầy ơi, thầy cho tụi con về quê của bạn Hùng Mít chơi nha thầy. Đúng rồi đó. Hồi nào tới giờ tụi mình đâu có dịp đi biểu diễn ở nông thôn đâu. Thầy cho tụi con đi phục vụ ở trường học. Em học mít thầy. Ơi, được như vậy á là tôi mừng lắm đó thầy. Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ, chuyên phục vụ văn nghệ ở vùng sâu, vùng xa và nông thôn là chủ trương lâu nay của Sở Văn hóa Thông tin thành phố. Dạ. Nếu được tin này thì sở sẽ đồng ý ngay. Dạ. Dạ, còn phần cháu, nói thật với bác, nãy giờ cũng nôn nao lắm. Ủa, nói vậy thầy cũng nôn nao nữa hả? Dạ, cháu xuất thân từ nông thôn. À, vậy sao? Làm việc và học hành trên thành phố. À. Cháu cũng muốn có một chuyến về quê cho đỡ nhớ. Ủa, quê thầy đâu thầy? Dạ, dưới Minh Hải. À. Nhưng mà chỗ nào có sông nước ruộng vườn là cháu khoái. Kỳ này thầy sẽ đưa các con về quê của Hột Mít. Chở xe khách ghê quá à. Chủ lấy tôi thì sao? Khổ tôi. Ê, bác Tài ơi, cho tôi xuống đi. Mới lên xe mà đòi xuống rồi hả ngoại? À, tôi xuống, tôi kiếm xe khác tôi đi. Đi xe này tôi thấy quải quá. Xe gì mà quải? Để em mua tôi mới làm. Là còn có cái set nữa. Vậy mà chê. Rồi, ghé nha. Rồi, tóp đi. Tóp đi. Rồi xuống đi ngoại ơi. Từ làm gì hối dữ vậy? Nhanh lên, phiền ngoại quá.
biết nha. Thiệt tình. Chả nó mất tiêu rồi kìa. Ê, 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 dừng lại. Dừng lại đi. Trời thần đất lỡ ơi, tưởng đâu con ma hiện lên trêu ghẹo tôi, ai ngờ thằng chả nằm ngủ ngáy khò khò. Dậy, dậy, xuống xe, tới nơi rồi cha nội ơi. Chào chú em. Chào chú anh. Dạ không, chào bác. Đi đâu mà ráp ráp như bị ma rượt vậy? Tôi đi dựng kịch ở dưới Cần Giuộc, thấy phong cảnh ở đây đẹp nên xuống xe đi bộ chơi. Dựng kịch? Dạ, dựng kịch. Hồi nào tới giờ tôi mới nghe. Tức là đạo diễn chỉ đạo diễn xuất, diễn viên chỉ có nói mà không ca, gọi là kịch. Kịch là một bộ môn nghệ thuật của sân khấu. Tôi hiểu rồi. Dạ. Ông là thầy tuồng. Tức là đạo diễn chứ không phải kỳ kiện. Ông đạo diễn đi đâu xuống Cần Giuộc mà đi ngõ này? Dạ, chỗ này không phải là Cần Giuộc hay bác hai. Tôi thứ 10. Dạ, ở mé nào bác 10? Cần Giuộc ở mé này, cách đây là khoảng 10 cây số. Vậy là một bi kịch nữa rồi. Hả? Ông đạo diễn nói làm sao? Không. Ý tôi nói là cảnh vật ở đây đẹp và hữu tình. Giờ này không còn xe đâu chú đạo diễn. Dạ. Vô nhà uống nước chơi. Dạ. Mời chú. Dạ. Nói nào ngay, con cái cũng lớn đại hết rồi. Dạ. Có chồng có vợ hết ráo ở Sài Gòn. Lâu lâu nhớ cháu lên thăm.
chú đạo diễn coi bộ khoái cái khung cảnh ở thôn quê này quá ha. Dạ, ai mà không yêu thiên nhiên cây cỏ. Với lại người nghệ sĩ thì hay sống chết với cái đẹp. Yêu thiên nhiên có nghĩa là yêu cái đẹp. Một buổi chiều như thế này mà đi xe, gọi là cỡ người xem qua, thì nghĩa lý gì? Phải xuống xe, đi bộ, ngắm cảnh mới thấy hết được sự thú vị ở trên đời. Lâu quá mới có hiền nhân đàm đạo chuyện nghệ thuật. Dạ. Tôi mê lắm. Dạ. Nói chú đạo diễn nghe, tôi cũng có máu nghệ sĩ cùng mình chứ bộ. Hồi nhỏ gánh hát mà về đây, tôi chui lỗ chó vô túi cô quay, bị rước quay. Rồi tôi bỏ nhà theo gánh hát mấy chập, bị ông bà già bắt về nhà cưới vợ làm ăn. Tất nhiên là trói chân con ngựa bất kham chứ bộ. Như vậy mới là nghệ sĩ. Ừ. Người ta nói tiền tài như phấn thổ. Ừ. Nhân nghĩa mới tạo thiên kim. Đúng vậy. Ba má tôi nói cái nghề hát là sướng ca vô loại. Dạ. Còn tôi thì tôi nghĩ khác. Dạ. Người xấu chứ nghề không có xấu. Dạ. Hồi đó tôi yêu nghệ thuật. Và yêu cô đào hát. Dạ. Trời thần ơi, tôi mà kể cái chuyện tình của tôi cho chú đại diễn nghe đó không, chú đạo diễn sẽ viết một cái vở tuồng lâm ly bi đó còn hơn là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Dạ. Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài như hai con ngỗng nó căng nhau hoài. Bà bá vợ với cháu trên truyền hình về đó. Thiệt, đứa nào đứa nấy dễ thương quá trời. À, thấy ở trên tivi rồi. À, bữa nay mới tới mặt thiệt á nghe. Đúng rồi. Đẹp hơn bà nhiều. Trời ơi, không mất nè. Tụi mình xuống trước một ngày, không kịp báo cho bà hay. Bất ngờ vậy mà hay. Bà không mất đang sáng hả? Mình ăn sáng rồi, tụi tôi cháo này mình bưng cho khách để phụ bán với má mình đó. Má ơi, đội kịch Tuổi Ngọc xuống rồi nè. Dễ thương quá. À, con ơi, chào con rồi, vô đi con. Ngồi đi mấy con. Bà lo cho dù nhỏ coi. Sao, mấy con ăn sáng chưa? Vậy thì ăn cháo lòng cần vượt nha. Cháo lòng thứ thiệt, tô bự thịt quá chứ nhiều luôn. Bữa nay bà ba chiêu đãi mấy con. Nè mấy anh ăn đi. Cảm ơn. Mấy bạn ơi, đây là cô giáo Ngọc Thủy của trường mình đó. Cô chào các em. Cô thấy các em trong truyền hình hoài, bữa nay mới được tiếp xúc đó nha. Bạn em đó cô, đi Sài Gòn. Mấy bạn cho em ăn kem, ăn bánh, uống nước ngọt quá xá luôn. Bà ba có gọi điện thoại cho thầy của các em. Thầy báo là ngày mai mới xuống. Ai về
Các em xuống bất ngờ quá. Ăn cháo đi. Xong rồi cô dẫn các em về trường nghỉ ngơi nhé. Ủa, mà thầy của các em đâu rồi? Dạ, thầy của em xuống đây trước 2 ngày rồi thưa cô. Ủa, thầy đi đâu mà sao không thấy? Không lẽ thầy đi lạc? Nè mấy bạn ơi, từ Sài Gòn xuống Cần Giuộc làm sao mà lạc được? Nhiều khi xe cổ hay là bị té xuống sông không chừng. Trời ơi, thiệt hay bà? Tôi nghe trong xóm đồn á, cái mà có ông thầy dạy kịch đạo diễn là thầy tuồng gì đó té xong ngoi lên ngoi xuống hả bà Tám? Trời, tôi chết. Trời ơi, tôi đâu có biết. Nghe hai người này nói về người kia nói khác, biết tin ai? Tôi nghe ông tài xế nói có một cái xác trôi lên trôi xuống ở bờ sông á. Trời đất, đi hai ngày mà chưa tới lại có tin như vậy. Ờ, bà con mình phải đi tìm mới được. Đúng rồi, đúng rồi, phải đi, đi, đi. Ừ, phải đi, đi. Đi có rối lắm vậy mà. Đúng, ban già mình nói đúng. Nghệ thuật làm cho cuộc sống đơm hoa và muôn màu muôn vẻ. Con người sẽ bớt cô đơn trong cái vũ trụ mênh mông này. À, còn mối tình của ông bạn, tôi nhìn mặt gặp mắt hài, nhất định tôi sẽ giết và mời ông bạn đóng vai chính trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Thật chú đạo diễn có cặp mắt tinh đời, mới khám phá ra một mầm non văn nghệ như tôi. Ủa, khách nào bữa nay ghé nhà tôi kìa. Thầy ơi, thầy, thầy ơi, thầy, thầy. Ủa, mình đâu có làm thầy đâu mà đi kiếm mình. Các con đi đâu đây? Dạ, tụi con nhờ cô giáo đi tìm thầy chứ đâu. Cha nội đây nè. Gì? Bữa hổm làm cho tôi hết hồn. Xém chút nữa lạc tay lái lũi xuống ruộng nha cha. Sao thầy đến trước tụi con 2 ngày, không xuống Cần Giuộc mà lại đến đây hả thầy? Dạ, sao vậy hả thầy? Cũng tại cha này nè. Tới Cần Giuộc không chịu kêu, làm thầy ngủ quên. Rồi tới đây mới kêu. Thành thử tới thăm bạn Hiền đây. Ai cũng dành nói hết trơn. Cho tôi nói chút coi. Hồi nãy giờ gặp bà con tôi có nói tiếng nào đâu. Nè, sao em có mặt ở đây? Còn bà già và thằng nhỏ này đi chung với tôi mấy chuyến xe đò kỳ đời của anh cha này nữa nha. Chị và các cháu khỏe không anh Mười? Khỏe re như bò kéo xe. Mấy đứa nhỏ nó ăn như trâu vậy. Anh trai, sao cậu nhỏ xíu mà kêu bạn già mình bằng anh vậy? Dài vế thì là bà con. À, để giới thiệu, nó là Ngọc Thủy, làm cô giáo dạy ở trường Cần Giuộc, chưa có chồng. Cũng như thầy đây, tức là đạo diễn, cũng chưa có vợ. À, coi được lấy tôi làm ai nha. Cô giáo mà gặp thầy giáo, hai người gặp nhau hạp rồi. Đúng là đủ thứ chuyện ở trên đời mà gom lại có một chuyện hả. À, ông trời ổng cũng khéo sắp đặt dữ à nghe. Hay đó. Ông Mười với ông Hai nhìn coi. Tôi thấy hai người cũng xứng đôi vừa lứa lắm á. Con đò và bọn trẻ ở đây có cái gì như níu kéo em không dứt ra được.
Anh cũng nghĩ như em vậy. Thành ra chuyến đi này anh cũng có dự kiến ở lại miền quê nào đó. Bây giờ gặp được em thì anh càng nôn nao hơn. Anh coi kìa, bọn trẻ thật là dễ thương quá. Tụi nó thật là vô tư, chứ không như người lớn tụi mình. Người lớn thì sao? Thì hay nói xạo á. Cô giáo. Dạ. Mấy hôm nay tôi muốn nói mà không dám. Chuyện gì vậy? Anh nói đi. Tôi không phụ công thành phố đã nuôi dạy tôi thành nghề. Nhưng tuổi tôi đã lớn rồi. Tôi ước ao có một mái nhà. Một mái nhà dưới đất, chứ không phải leo lên trời như chung cư của tôi đang ở. Và một mái ấm gia đình cùng đàn con trẻ. Sao anh tham quá vậy? Phải, để nuôi dạy các con khôn lớn, ăn ngon mặc đẹp. Cô đồng ý không? Tôi muốn sau liên quan văn nghệ tôi sẽ ở lại đây luôn. Cô giáo thấy sao? Trời ơi, chi vậy? Để dừng kịch cho tụi con nít ở đây nè. Em sợ mấy ông nghệ sĩ hứa lắm. Xin thề, anh sẽ chuyển công tác về đây, góp sức xây dựng một nhà thiếu nhi như ở thành phố. Ngành chức năng của huyện, kính thưa bà con cô bác, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin giới thiệu ban hợp ca của trường và các em đội kịch Tuổi Ngọc sẽ trình bày nhạc phẩm Cho Con của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Thank you.
con cài lên người. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, khi con là con ba, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cánh hoa cho con cài lên người. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, khi con là con ba, con của ba rất ngoan, khi con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Tiếp tục chương trình là bài vọng cổ tự biên tự diễn do chính tác giả trình bày, đó là cô giáo Ngọc Thủy. Xin mời cô giáo Ngọc Thủy. Dòng sông thơ nước lớn nước rồng, cánh diều bay trên đồng ruộng mênh mông, ngôi trường nhỏ luôn nghe những người nông dân chân chất một nắng hai sương bền thưa ruộng của cha ông để lại, theo dấu chân của cụ Nguyễn Đình Chiêu năm xưa. Thác mà trả nước non rồi nở, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen. Tiên hay trái muôn đời ai cũng mộ, thác mà ưng đình miếu màu đế tôn thờ. Trời ơi, không ngờ cô đó là bài học nằm không thua gì mấy ngôi sao. Làm cô giáo nay ước mơ đã thành hiện thực đời em. Nhìn đàn trẻ thân thương vui đùa trong nắng sớm mà lòng em sung sướng tự hào. Những gương mặt thơ ngây vừa mới tập đánh dần học nói, đã biết yêu người ngài ghét kẻ gian thân. Mắt sáng lên khi nghe kể chuyện ông cha thời vua Hùng Vương 4000 năm dựng nước. Dòng lịch sử chói ngời hung đúc bao trái tim bé nhỏ, những hột mít bé cà, thằng út bé cưng, các em đã trở thành con ngoan trò giỏi.
sẽ là những thanh niên biết sống cho mọi người. Mấy dòng tâm sự cùng cô bác, một chút tình riêng với xóm làng. Em nguyện trọn đời bên bục giảng bên đàn em nhỏ dưới mái trường thân yêu. Và tiếp tục chương trình, chúng tôi xin giới thiệu vở kịch vui Cậu bé Hiếu Thảo. Tao chăn nghệ này vui à nghe. Cô giáo Thủy này phụ trách đội văn nghệ là hết sảy. Ngày xưa có một cái làng nhỏ có tên là Cần Dùa. Có một cái gia đình của bà ba bán cháo lòng. Có một đứa con tên là Hiếu Thảo. Má ơi, gì đó con? Ba má ơi, gì đó con? Cái người này nè, tất cả muôn thú đều là bạn con hết ráo á. Đây á là bạn mèo chị nè, đây á là mèo em, đây á là bạn voi, đây á là bạn gà. Ai cũng thương yêu và chăm sóc cho nhau hết. Phóng mấy bạn. Nhưng tôi đang có một người bạn bị yêu tinh quấy nhiễu. Yêu tinh ơi. Hỡi tên Hiếu Thảo kia, người nói gì ta đó? Ghê quá. Ba má đừng sợ, con yêu quá này tuy có phép thuật nhưng người ngay sẽ kháng kẻ gian tà. Này yêu quá. Cô ta. Mi giờ thôi nha. Mi nghĩ có phép ếm xì bồ làm thằng bạn ta là văn cà. Thấy chữ là khóc, học là khóc. À hôm nay Mi mới đền tội. Ghê quá, ngươi làm ta sợ quá. Không dễ dàng đâu. Ta sẽ bắt thằng cà về hang động của ta. Trời ơi, vui quá mà táo. Trời ơi, cái thằng học bích nó diễn hay quá trời. Cà. Dạ. Sao con học hoài mà con không thuộc vậy? Hả? Con dám dần tên của má. Ý không, tên của con cho má nghe coi. Mau lên. Cơ cà hí chút cà, giỏi chút cà, học hành bao nhiêu năm đất trời mà đến giờ tên của mình không thuộc hả? Tại sao lại cỡ cao quyền cà hả? Dạ, ở trường cô giáo dạy con vậy, con đâu có dám một bài bà đâu. Chả hí cho cô giáo, giỏi cho cô giáo, dạy học trò như vậy hay sao? Hả? Không biết chữ cà đánh dần ra làm sao mà bà nói cái đó chẳng có tà. Thì hãy nói tiếp mà xem sao. Cà, con đánh dần tên của con cho má nghe coi. Dạ con Huyền Cà. Im. Xe ca Huyền Cà. Biết không? Trời ơi, thằng nhỏ nó học cờ mà ở nhà má nó dạy chữ C vậy rồi. Trời ơi, làm sao nó học được? Con yêu tinh xuất hiện kìa. Đó là phép thuật của ta. Ta nhập cho má con thằng cà để làm sao trộn việc học của nó. Ta sẽ bắt thằng cà và hang động của ta. Mãi ơi, đừng có bắt con tôi nghe. Thôi, ta sẽ bắt hồn thằng cà. Dừng tay lại, bó lại yêu quái. Bó lại yêu quái. Bó lại yêu quái. Lại là ngươi à? Phải, chính ta.
Hả? Bạn đừng sợ, đã có mình và muôn thú đến đây hiệp lực diệt loài yêu quái. Phải đó, đừng sợ, có ba má bên con nè. Ủng ba la hồ biên. Yêu quái tượng trưng cho sự cũ kỹ, còn hiếu thảo là tượng trưng cho sự mới mẻ trong sáng. Từ đó làng Cần Giuộc trở nên yên bình và thịnh vượng. Kính thưa bà con cô bác, để tiếp tục chương trình, huấn luyện viên Quốc Bảo sẽ trình bày ca khúc Sút 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 Nữa Đi. Say mê đá banh, đá vô, đá vô, đá vô. Vì sao anh say mê đá banh? Đá vô, đá vô, đá vô. Dù có ở thật xa, dù nắng cháy làn da, còn theo gót đội ta. Quyết đâu, quyết thắng. Hay nghe, đó, đó, đó. Hay nghe không? Đó, ông, hay ha. Đá vô, đá vô, đá vô. Hay quá trời luôn. Ngà súng bóng dùng lên rồi ai nấy ngà nghiêng là dây phút thần tiên. Wow! Ông đa. Ông này đó nghe là ông giỏi lắm đó. Ông là bạn tôi ở Sài Gòn nè. Ông đa. Những tên tuổi đã đi vào danh sử. Pele, Platini, Ronaldo. Trái bóng còn lăn, anh còn ra sân, tôi còn theo chân làm cổ động. Và khi trước mắt buồn vui, kẻ thắng người thua trong cuộc tranh đua. Xô! Nhau ta say mê đá banh, đá vô, đá vô, đá vô. Rồi ta luôn bên nhau đá banh. Tới giữa sân rồi đưa xuống cầu môn. Xuống! Thảo vào rồi. Ngày nay tôi say mê đá banh. Đá vô, đá vô, đá vô. Ngày mai vẫn say mê đá banh. Đá vô, đá vô, đá vô. Dù cho nắng, dù mưa, dù chiến thắng, dù thua, hãy cứ sút nữa đi. Sút nữa đi, sút nữa đi, sút nữa đi. Sao tôi say mê đá banh, đá vô, đá vô, đá vô. Vì sao anh say mê đá banh, đá vô, đá vô, đá vô. Dù có ở thật xa, dù nắng cháy làn da, cùng theo gót đôi ta. Quyết đâu, quyết thắng. Vì sao anh say mê đá banh, đá vô, đá vô, đá vô. Và em sao say mê đá banh, đá vô, đá vô, đá vô. Cả sân bóng dùng lên rồi ai nấy ngà nghiêng là dây phút thần tiên. Sút! Wow! Bóng đá những đẹp thức trắng bên màn ảnh nhỏ. Mông danh Euro, SEA Games. Bóng đá những tên tuổi đã đi vào danh sử. Pele, Platini, Ronaldo.